Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Trúc Phương. Cả nhà ơi, thì Phương có đem theo cái xô với cái gỗ nè. Hôm nay Phương đang trên đường, đang mà mình đi lên trên cái phía bìa rừng mà hôm qua Phương có bẫy chuột và phát hiện ra cái ổ cá cạn đó cả nhà. Nay hai mẹ con đang trên đường, mình đi lên trên đó đang mình bắt. Mẹ Phương thì đi lại trước rồi. Đây nè. Đó cả nhà, xa xa đằng kia mẹ Phương đang đi đó. Phương thì đang đi tèn tèn theo phía sau. Và mời cả nhà cùng theo Phương mình đi lên trên chảnh rồi tới nơi rồi Phương quay cho cả nhà xem mình bắt thử là có không nha cả nhà. Trắng đi theo mình đó, cả nhà đi trước luôn rồi. Hồi nãy có con thù đi nữa. Mẹ Phương la nó cho nó đi về nhà, nó giữ nhà rồi. Dẫn cái nhà lên trên cái đường nô nó trên này nè. Mình bắt cá là cái ghế luôn vậy tập. Đây có ghế này để vài bữa lên nồi chứ sao. Ơ nè, Phương đánh dẫn cái nhà lên đây nè. Nhưng mà Phương nhớ lại là cái mưa 2 năm rồi kia á. Xong cái mưa rau rồi kia là về đây nó cặn queo hết trơn luôn rồi. Còn ở trên kia nữa, trên kia một cái mưa lớn, trên kia tuốt tuốt đầu ở trên kia nữa. Mà ở trên đó là mình phải đi xa lắm mới tới. Mà lên trên đó là trên chép bự không luôn á. Phương chưa có quay trên đó lần nào hết trơn mà có bắt rồi cả nhà. Nữa Phương dẫn cái nhà lên trên có bắt. Dạ mình sẽ đi cặp theo cái bìa viền này chút xíu á, rồi sẽ vào bên trong. Tim không? Ờ, nó chặt đó. Ôi, quá trời cá ụt luôn cả nhà ơi. Kìa. Chưa. Tim bự luôn á. Mẹ thấy không vậy? Thấy. Đây, cả nhà ơi, hôm nay Phương chỉ giới thiệu cho cả nhà thôi. Cái dụng cụ mà Phương nên theo. Đây cái nhà, Phương có đem theo cái miếng lưới chài của mình nè. Mình tận dụng lại cái miếng lưới. Đây là cái miếng lưới của cái chài bắt cá mà Phương quay cho cả nhà xem đó. Phương có đem theo nè, nữa mà mình giăng. Mình giăng thử coi nó làm sao. Miếng chài. Cái này thì mình sẽ giăng vô cái cây nha. Mình kiếm cái cây. Cho vô cục vô cái đầu này. Đầu. Mình thả thử coi sao. Thấy vậy mà cũng dài ghê luôn á nha. Nào cái cục lên đây nhịp. Đó, nó thẳng là được. Đây cục kia lần này luôn á. Chắc chắn là nó phải thẳng lưới hết.
Nghĩa là chưa cho nhánh cây kìa. Để con thả xuống thử coi nó dính không đây nè. Để vương lỗi khốn. Ý quá trời ơi. Chúng tôi đi sâu dữ nè. Dọn cái cây này lên. Dũng này mình tát luôn ơi mẹ. Dễ đá lắm á. Tát đi. Chắc tát luôn á cả nhà ơi. Nước nhiều quá ông mọ nó bị ấy chứ. Dễ gì mà xiết nó được. Tính răng lớn. Rồi không khăn gì rồi cả nhà ơi. Bộ con kéo miếng nước con để con ngang qua đó luôn đi. Rồi đâu là ngoài đây con tát. Bây giờ mình kéo lớn mình để nha. Ê gì vậy? Trời hết hồn. Ê cái con rớt lên. Ê. À. Trời ơi. Ha ha, được một con cá rô đầu tiên. Đây cả nhà ơi. Con cá rô nè. Nó đang đặng lắp lên á. Cái này dính vào đâu vậy? Cái dính rồi. Mới đâu đây nè. Dính chỗ sảy rồi. Hả thằng cá nó bay lên nào. Một con cá sặc nữa cả nhà ơi. Dũng này á, cá nhiều lắm á. Để mình tát. Giờ mình sẽ tát nước đi lên trên đây. Cho nước nó cạn bớt. Tát cái xô này tát luôn. Ngoài.
là xích lên. Ý, đây con nữa. Đây con nữa lẹ chủ quá trời luôn. Đây con nữa cả nhà. Đây trên con nữa. Khó quá, để con gỡ nha. Trời ơi, nó nuôi trong đây luôn rồi. Ôi, miếng lưới của mình nó mục giả men luôn trời. Mục dẻo luôn á mẹ. Lưới nó lâu quá rồi. Lưới này có cái nó chụp coi nãy cá quẩn quẩn đâu cho đó đây là hai ba con đây nè, hai ba con này mẹ ơi, đây nè cái nhà, đây hai con nè, đây đi chuối đây, ui 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 nhôi chân đây nè, đây nữa nè, ấy mình cho vô đây. Đây nè. Nó lóc lên đó. Con cá con cạn nó lóc lên đây. Nè. Cái dũng này nữa nè. Đây nữa nè. Trời ơi, một bầy bên này luôn. Mẹ, mẹ, một lỗ bên này luôn nè mẹ. Đó, đó. Con còn này kìa, con kìa. Con đây nữa. Ôi ơi, thác lát con. Cái con lóc bên đây nè. Hả? Cái con lóc bên đây nè. Con lóc được. Đây hả? Ừ. Đâu rồi? Cái con lóc. Cái lú lú đó. Đó. Nè hả? Ừ. Ê, cái sạc bẩn. Chống dũng bên kia đó kìa. Đâu kia vậy? Ta xuống giao giò con gì? Xuống giao giò. Trời ơi, quá trời luôn. Ê, đây nè, đang vô nè. Đang vô nè. Yeah. Ui, nè. Cái sạc nè. Ê. Để gỗ ngay nè. Ủa, còn đây nữa nè. Trời. Chưa cạn. Con bẻ ít lá cây con phủ lên trên cái gỗ đi. Tết đây luôn nè, múc cái dằn lên. Ê khoan, đây là dãy con gì á? Đây là dãy con cá hay là ừ đúng rồi, cá bự ghê ha. Ôi dấu của con phân con gì vậy? Ừ, nó trộn gì á. Con nói là có cá nó văng lên trên đó luôn mà. Nó chặn lên kìa,
có sẵn nữa. Ơi thắt lát này nữa nè. Còn nữa không? Đây cả nhà ơi, hai con thắt lát nữa là bốn con rồi đó. Cho vô đây. Sắp cạn rồi nè bé trẻ em mất đó. Cái này nó văng lên luôn á. Tắt lại đi, tắt lại nhiều nhiều đi con, gọi cái bắt đầu không quay được con mò luôn à. Ôi ốc. Ôi lắc lên hết trời luôn nè. Kìa con cá con nhảy trên bờ kìa. Ha. Ừ. Tắt lên đi, tắt lại lên đi. Ngồi lên đụm đó. Với Dũng này nè mẹ. Ừ. Ây da, cái phượng cái nhà ơi. Ừ. Ồ nó phóng. Đây cái sẵn đó. Ồ nó mới nói đầu lên nè. Cái sặc gần cái nhà ơi. Ai giết con nữa cả nhà. Này cá lớn cá nhỏ gì mình cũng bắt luôn nha cả nhà. Có cái nó nhỏ quá thì mình đem ra cái mương máy mình thả nó lại. Chứ mình để trong đây tháng nắng lên tí xíu á, cái nó cũng bị ngợp à. Mình thả nó ngoài kia lại. Ui. Cái chỗ này là ngay cái chỗ mà cái xô của mình nó múc nước á, nó thủng xuống một lỗ. Y đây con nít con. Kì. Ây. Đây con nữa. Ôi đây, đây nè. Đây nè. Ôi. Mẹ, quay cái nhà coi nè. Ôi, sáng rồi. Ôi, thấy mẹ lại cái hết trơn rồi. Đây nè, đây nè. Cá ngô. Kìa còn dưới đây. Đây nè, lóc lên đây nè. 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 Ừ. Theo kêu vợ còn nãy xuống xuống kêu vợ đó. Kìa kìa kìa, cái sạc lóc lên trên dưới cái hầm đó kìa. Ôi giời. Ông ẩn đây nè. Rồi. Đâu bên đây nữa vậy trời. Ôi nè nè. Trời ơi xình lên luôn. Đây đây. Trời bắt không. Không hết tài luôn á. Cái dũng nhỏ xíu mà nó tập trung lại đây á cả nhà. Mùa nước nổi là nguyên một cái khu gần này luôn á. Là nước ngập hết luôn á. Bởi vì còn cái ngay cái gốc cây này bự quá trời. Nó bật gốc mà. Nó bật gốc bự á. Cái nước nó động lại nhiều hơn. Đây chuối xuống dưới sình luôn. Đây. Ai. Đây còn nữa cả nhà. Trời bắt qua bắt lại luôn. Nếu cái gõ lùa thì nó không vô. Đây hai con hai tay luôn. Ó nó nhảy lên trên luôn kìa đó. Rồi.
Chỗ chuối nó dọ luôn á. Cả nhà. Kìa kìa kìa, sao đít con kìa. Dưới cái dấu dọ con mới hút lên á. Đây đang cá ngô bự. Đây. Đây cái nhà. Hả cái nhà. Đây còn. Đây con cá ngô chuối dưới nè, hôn lên. Đây cái nhà. Ôi ơi, trên nó nhảy rồi kìa. Rồi con tát hồi nãy đó. Rồi nó đem con lên đụng con cá sặc nữa. Thả nó xuống luôn. Đây con cá sặc gần bự nữa nha. Mình sẽ bắt hết những con cá lớn cá nhỏ gì luôn, họ mình đi thả. Đây. Đây. Đây nè. Ôi. Ê. Không dám bước, sợ có dấu chân. Xong rồi, ôi ôi, cắm đầu đi luôn. Chắc hết cá lớn rồi đó, giờ chỉ còn cá bé thôi đó cả nhà ơi. Mấy con sao không thấy có lóc cá chê nữa chân ta. À, mấy con nó mẻ nó khôn nó lóc đi hết rồi. Coi trong đó còn có hang nào không? Như như mé nước con tát lại đó, đó có cái hang mày thấy lú lú ra gì kìa. Cả nhà ơi, dưới đây hết rồi đó. Giờ để mình lên trên đây mình bắt ở trên. Ôi ôi đây nè. Ôi ôi, coi nè. Đây cả nhà. Ôi đây hai ba con luôn. Con cá cho nó theo nè. Con cá bé chầu quá trời. Gì vậy trắng. Ôi ôi cá gô lên đây luôn. Con múc nước hồi nãy đó. Vô xô rồi. Ê con cá liềm kềm luôn nè mẹ. Cá liềm kềm luôn cả nhà. Hơi ba con cá liềm kềm luôn nè. Bốn con luôn chứ. Đây con nữa nè. Đây cả nhà ơi. Nè. Liềm con. Liềm kìm con nè cả nhà. Đây. Đây có sạch liềm kìm con. Ui có sạch bự ghê nữa. Dăng qua tới đây luôn rồi. Sát rồi nó dăng ghê thiệt. Rút vô trong cái xô dăng lên đây luôn. Một xô luôn cả nhà ơi.
mà sình không mà sình không mà không thấy rõ, sình không rõ nha. Để Phương bây giờ Phương sẽ băng gừng, Phương đi ra phía bên ngoài á, Phương kiếm cái có cái vũng nước nào Phương rửa lên cái cho cả nhà xem nha. Cả nhà xem đến đây hãy nhấn một like và nhấn đăng ký kênh để giúp cho Phương có thêm nhiều động lực ra nhiều video nữa nha cả nhà. Để Phương đi ra bên ngoài cạn hết trơn cái vũng luôn rồi cả nhà ơi. Để Phương cho đến nhà coi hình quả. Nó trơn lắm. Hồi nãy Phương gọt xuống luôn á. Phương thở vào cho. Ôi ôi, cái ngon rồi nè. Quá trời ngon cả nhà ơi. Cái gỗ của Phương đỏ mà không biết sao đây nè. Cái ngô của mình coi nè, cái sạch nó nè. Ôi cá con đó. Cá con nhiều lắm. Cá con quá trời nhiều luôn. Cá thác lát nữa. Chân vô gác cũng như trời. Mấy con cá con này Phương sẽ thả lại cả nhà. Phương chỉ bắt những con cá to thôi. Con cá này nó ở trong đó là nó sẽ bị chết nên là mình sẽ thả nó lại dưới cái mương này thì nó sẽ sống. Phương sẽ bắt mấy con cá rô với con cá sặc sặc gần to này về là mình kho ăn là đủ một ngày có hai mẹ con rồi. Mình bắt mấy con ngồi về trước. Trời, con cá này nó ở trong đó nó bé xíu xíu luôn mà cái đầu nó thì to đùng như trời. Ủa con cá ngô này nó ngon coi nè mẹ. Nó ngon quá trời ngon luôn. Quá trời mới bắt cá ngô ngon cả nhà. Cá sặc luôn, chỗ cá sặc nó to. Có nhiều con nó ốm rồi luôn. Mấy con cá to to nó còn ăn được mồi nha, còn mấy con cá nhỏ nhỏ này nó không ăn được á. Cái nó ốm. Rồi mình sẽ thả hết số cá sặc này lại với liềm kềm với cá rô bé này lại nha cả nhà, với cá hát lát nữa. Mình sẽ thả lại dưới cái mương rộng này cho nó sống nha. Cái mắt cái này nó sụp xuống ngoài nha. Đây. Đây cả nhà ơi. Mình sẽ thả nó đi nha. Con này nó xỉu rồi nè.
Rồi nó đi chân rồi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ Phương sẽ về nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại vào lần sau.